chị báo yêu rồi đó, thấy chưa? Xíu. À,
xách áo dây beo đây. Xách beo này có hai xách duy nhất luôn, không có xách thứ ba luôn á. Có chị, quần ngố có kiểu khác nha. Đây, quần là có màu trắng và màu đen, xách beo 105.000. Trời ơi, xuất sắc luôn, cái áo beo thun bu zip luôn mọi người. Xếp beo quần phía sau là lưng thun ha, dây kéo. Có quần trắng với quần đen giùm em 105.000, có hai set duy nhất. 105.000. Ai lấy set chút set giùm em. Cái này mặc đẹp nha, quần dài ống rộng màu trắng nè. Có trắng và có đen. 105.000. Ai lấy xét chút xét giùm em. Ồ cái xét, còn cái xét loang á thì xét quần đen ok chị Phương ơi. Nina trắng nè.
hồng à. Đẹp lắm, còn có màu hồng à. Xếp lên 109.000. Ai lấy xếp lên chốt cho mẹ xếp lên 109.000 à. Y hình luôn chứ bộ, có hình mẫu màu này rồi luôn á. Xếp lên hồng 109.000. Hello chị Quý. Đẹp luôn. Đang nhập ly, có cọng dây cột eo nữa.
cột vô để em cho nó gấp mắt. Thank you.
luôn, quần tây nha. Quần tây form siêu đẹp luôn, có SML. Quần có SML nha, lấy quần chốt quần giùm em. 85.000. Quần tây 85k SML. Em cũng không biết nữa. Cái này chắc hên xui. Trời ơi, cái quần nó đẹp kìa. Em L vừa không? Chị thấy cái M nó hơi rộng á. Không, quần này quần khác chị. Quần này quần khác nó đủ, nó gũ hơn. Đẹp dữ vậy. Có 85.000 à. Dẻ bèo luôn. Chị kèo có hả chị ơi? Chị kèo có hả chị? Rồi bây giờ em chỉ còn xe hết thôi nha. Em còn xe hết rồi chị ơi. Có xanh với có hồng. Cái gì vậy?
mấy cái đầm hoa nhúng quá đẹp luôn, có mút ngực luôn nha. Hoa nhúng có mút ngực luôn, siêu đẹp. Bao nhiêu vậy? Rồi mắc quá vậy? 700 luôn, rồi bán cho 705 ngàn luôn rồi. Đầm hoa có màu vàng với màu đen. Đầm hoa tay dài có vàng với có đen nha. Trời mắt xuất sắc không? 700 ngàn bán 705 luôn á. Quá đẹp. Á à, đầm hoa chứ đầm hoa. Đầm hoa tay dài. Đen nè. Dạ em đang xem còn 105 á chị. Cái chị mặc hết rồi, bây giờ chỉ còn cái gì. Trời ơi, cái dây gắn rất là đẹp luôn nè em. Dạ rồi, em hết set dây bèo nữa luôn rồi. Cái chị mặc bây giờ mới là đẹp nè. Dây gắn nè, lấy dây gắn trước giùm em đi. Yeah,
quá đẹp luôn. Xuất sắc, cái này mang đi guốc rồi nó là đi đám tiệc là ngon lành luôn rồi. Ngứa đầu luôn rồi đó. Hoa nu đang treo hả? Ê, cái này đẹp lắm, để tao lấy cho mày coi. Để cho su su. Mệt. Đã đồ mệt chứ trái. Áo chị mặc với nu cho em ok 55k. Chuột.
Thiên Hào 85k.
lai 90 ngàn. Cho em luôn cái quần này đi. Bán gì đâu mà hay lỗ quá trời, nãy giờ không hết mấy món rồi. Cái mã này mới đẹp nè.
này mới xịn sò nè. Có 29.000, ok lấy M ha. Đầm ha, có màu nâu đây, màu vàng, màu trắng. Xả cho mấy chị có 29.000 để mặc đi ngủ cũng sướng nữa. Thank you.
lấy rồi. Cậu cái quần nó đẹp lắm luôn á. Sếp nè, còn màu hồng, màu trắng, màu xanh, màu vàng. Quần dài luôn. Trời ơi, nó đẹp nè. Nhiêu quần này? Nhiêu quần này trời? 119.000. Cái này là màu xanh đậu. Xanh đậu, xanh lá, màu trắng, màu vàng với màu hồng. Bây giờ nó thấy này tại vì mặc cái quần jean ở trong á. Nó sát đẹp vậy đó.
Tại sao mà mày đang ngủ giấc để tao có bộ này đẹp nè. Bộ ngố kìa. Bộ ngố này mặc chiều mặc chảo lọc đi chơi được nè. Ngố xịn sò nha mọi người, Quảng Châu phân rộng luôn, quần màu cam. Sale luôn cho mấy bà luôn là 50.000 luôn. Cái đầm hồng cho bà Nhi luôn nè. Rồi má bộ đồ em sale luôn 50 cho lớn vậy. Zip đẹp luôn nha. Ở áo có bông. Xe 40 luôn.
được 2 giây thì mới bé. Chưa được đi cởi bộ đồ ra trả. Hai cái bộ này rộng rãi thoải mái lắm nè, xả luôn 50.000. Bộ Quảng Châu nha. Trời ơi cái vải nó đẹp, có xám với có đen. Có xám và có đen. Đó, ai lấy bộ chút bộ giùm em xám và đen. 50.000 luôn. Xám đen 50. Chút
ẩn ý ưu tiên cho bà nè, bà có lấy không? Đợi em cái chị Mỹ Phan để cho bà coi bà có lấy không, để họ comment lên sao. Các bà chữ luôn nữa. Áo dây ha, không, trời trời. Ok, Mỹ Phan nè. Thích dành phải không? Áo dây xả lên cho mấy chị 12.000. 10.000 cho gọi luôn đi, 12.000 đó. Áo dây siêu đẹp nha, có màu đen nè, màu hồng và màu xanh. Đen hồng xanh 10.000 một cái. Để nhà mặc đi ngủ. Mặc với mấy cái quần hay cái váy rồi đó, đẹp cũng chết. 10.000 nè. Giận không? Giận nghe cái mạng như vậy. Đi đây nhìn Mỹ Phan. Còn á Thảo ơi, áo tay giặt có da còn á nha, 69.000. Ủa, 60.000 hay gì á, ờ 60 á. Đen này cho chị Nguyễn Tâm nè. Đen này cho Gia Hân nè. Rồi mọi người, còn hồng cho An Nhiên nè. Còn hai cái cho Tiên ha. Gọi hết rồi mọi người. Còn cái dây lụa này, dây lụa vàng 10.000 luôn. À, dây lụa vàng 10.000 luôn nha. Ai lấy lụa vàng chốt em. Có rút dây hai bên eo luôn. Ai lấy vàng chốt vàng giùm em. Rút dây hai bên eo nha mọi người. Thôi áo rút dây vàng 10.000. Hàng lụa satin đẹp. Đủ màu luôn, trắng đen đâu rồi. Trắng đen xám. Trời ơi, cháu cháo vàng thế hả? Chú ơi, cái đậm hồi nãy hả? Vàng 10.000 cho chị Tiên. Ê, à, đi có làm gì không? Đang ấy hả? Ờ, ừ, vậy thôi. Ai cái đậm hồi nãy 35.000 nè mấy chị ơi, còn nè. Còn vàng với còn xanh đen nè. Cái gì? Đâu có cái gì? Tưởng đâu rảnh. Ai đầm 39.000 nè, đầm suông. Siêu đẹp luôn, còn xanh đen với vàng luôn nè. Sót ở trong kẹt mà không thấy. Rất là đẹp nha. Cái hàng này là hàng cam mắc tiền luôn á. Vàng cho chị Hỷ. Còn xanh nè, còn xanh đen thôi à. Còn cái xanh đen nè. Hết vàng. Hết vàng luôn chị ơi, còn xanh đen nè. Rồi cái này đuổi trắng giùm em. Hôi bị xịn luôn á. Đuổi trắng 35.000 cho mấy chị luôn á. Ai đã đuổi trắng, chút đuổi trắng giùm em đi, trắng tinh luôn, không có dơ miếng nào. Đuổi trắng cột nơ là cái này mặc đi chơi, đi đuổi biển rồi, đi vô du lịch rồi đó, đẹp lắm. Trắng này cho chị An nè. Wow wow wow, comment chạy dưới đây. Con gái à. Con gái mới chạy, cái đầm xanh này sống lấy giùm em vậy. Đây chốt cái đầm xốp này đi. Đầm xốp. Dây kéo hàng Quảng Châu đàng hoàng ha. Đây đầm vải xốp á. 29.000
giống như hồng 29 nha. Cho Hoàng Thị Phụng. Ở
anh còn cái áo bông nè. Áo bông nha. Áo bông đen đơn giản 29.000. Ngọc này với màu xà kem 60.
chịu rồi. Ok tâm. Quần ông mày đùi có size SML, XL nha, nhưng mà cái này nó in cái size là size từ M tới 2XL nha mọi người, nên là em sẽ lấy sụt size xuống cho mọi người nha. M là tương đương với size S á. Các chị L, ok chị. L là XL. Quần có 42.000. Còn có 2-3 cái nữa là hết rồi nè. Ai lấy comment cho em. Còn size S, M, L luôn.
phí 15.000. Chân váy cargo 20.000. Váy cargo phía sau có lưng thun ha, có dây kéo luôn nè. 20.000 giùm em. Váy cargo 20. Còn cái quần sọt trắng là đẹp quá. Đầm xanh đen là cái này gì đây? Cái đầm dây 35 mốt phải không?
chị. Đỏ đô ở ngoài màu đỏ rất là đẹp luôn. Trời ơi, comment thiệt chứ, em không biết được luôn á. Nói không mãi chắc vài bữa nó mới về chị ơi. Đó đó, cái chuyện kiểu bà kia, bà kia, bà gì bà Hồng Yến sách là này đúng không? Tùy á. Kêu 57.000 nè. Còn một quả xanh kêu 57.000 à, lấy chứ mẹ. Còn set cuối cùng nè, Giang rồi xanh kêu nha, ngoài màu kêu đẹp lắm á. Quất luôn đi, để hỏi ai mà hứng hứng lên comment chứ hết à. Đây mà này mà xanh kêu nha. Rất là dễ thương, phía sau này nó có viền thun nên là mấy chị mặc rất là thoải mái. Nãy giờ comment chậm thôi người ta không à. Qua mẫu khác rồi nó mới lên. Còn một xanh gieo 57 nè. Ok gì. Pyjama dục cho ngoại luôn. Nè chị đây em dục. Cái gì nữa trời trời. Nhóc đổ chân. Nè cái đầm trái khóm nè. Đầm trái khóm thì có khoảng mấy nhiêu trăm, 109.000 phải hôm nay sale luôn đi. Đây 109 sale luôn cho mấy bà còn 89.000 đầm trái khóm baby don. Thấy hot quá chị, hot là cũng tập tành bán như với người ta đâu. Về bán nhớ tụt quần. Baby don trái khóm sale 89.000. Thank you.
máy cho tỷ Vi. Em có màu vàng mà.
mà tại vì mấy chị thích đồ hot girl nên em mới lấy đồ giá như vậy về bán á. Thích bán đồ 20-30 ngàn thôi chứ nó rẻ hết. Coi đồ gì nữa không mấy chịu.
chúng ta nấu gì nữa không? Chị cái này mặc ý lộn cơ chị yêu, cái này rẻ mà đẹp lắm. Rồi bye bye mấy chị nha, em nghỉ nha. Bye bye mọi người. Ngố hết Nguyễn Tân. Tức tắc là còn dớt chát đến cái quần. Đây áo đen 29.000, anh lấy áo đen chứ áo đen giùm em nha. Ở đằng sau là nhúng nè, đen 29 giùm em. À dây này là có tăng đưa, quên tăng đưa lên. Dây nơ ngọc trai 29.000. Không chết luôn, bỏ quần cũng đẹp nữa nè. Đó, rồi em nghỉ nha mọi người. Bye bye mấy chị em. Bye bye. Bye bye. Bye bye.